Bấm mạng nghe con. Mở to lo lên cho mẹ nghe. Chị đang làm khách. Xí nữa 7:30 8 giờ chị xong đi ăn chi xí không? Mới tìm cái mặt tà la rồi không đi được trời trời. Ủa mới tìm à? Thì đi ăn thôi chứ chị đâu. Ăn cái chi? Thì ăn cái gì cũng được em mà. Ghê đó, trúng trúng chi à? Thì mới chốt được hợp đồng. Ghê quá à. đi ăn sushi được không? Hãng kêu là ăn cua Alaska, cua chân dài rồi đó. Dạ không mà cái hợp đồng mà ăn cua Alaska là hết tiền cái hợp đồng luôn đó má. nói hả là còn nợ một cào nhậu nha. Về quê xong mới đi được. Xí đi ăn chìm được, em mời em rủ ăn chìm được, chị dễ lắm. Để nói anh đây luôn nè. Mấy giờ? Ok. Mấy giờ? Mấy giờ rồi? Chưa mấy giờ rồi? Chứ còn đi ăn không Thiên? Phương vui tạo. Chắc mình không muốn có con nữa. Chị nói thiệt con nít chị thích sẽ... Hả? Không. Không nói là đẻ con, người ta không muốn có con. Cái ăn nói lại là đang mà không muốn có con rồi. Đang nói con giống rồi. Ông ghê, ông nghe nhiều chuyện. Cũng đang chơi game tập trung nhưng mà lỗ tai vẫn nghe. Ông nói bạn tiếng Anh bị mổ chim á kìa, cái bị mổ chim xong rồi cái chị mới nói là để con lo mà con đi toilet đi chứ không còn bị như bạn tiếng Anh là mổ chim. Cái nghe rất chờ bạn tiếng Anh không có chim hả mẹ? Cái không phải, bạn nó bị đau thôi, bị đau ở đó thôi. Bác sĩ phải băng bó chỗ đó. Mổ luôn đó em, thậu dễ sợ luôn, gây mê luôn mà. Thế là tiếng Anh nó mổ hai lần rồi. Thậu kinh luôn, nít thậu thì. Ui, cái lúc bắn nằm bắt đầu nó không nói chuyện gì được rồi, nhìn thổi. Nhớ đang khóc nha, cứ cứ họ kia lúc nó bắt nó nhìn cho mắt nít nó bị chi là mày sáng thì cái nó con đau cái là tao nó rụt gan phèo phổi nó đau á nít đồ đó đó bà ơi khổ mà gây mê nít nhỏ nguy hiểm lắm. Nó ra tự nhiên tim mình đập thì phải loạn xạ.
chuyện gì cam kết nữa. À. Ngày mà muốn rất rất tin rằng. Em không dám ký, em phải hỏi ký, em hỏi cái này là chi với để nó ghê bởi nó con đau là thôi. Rung luôn. Cái trà, cái ly nước, cái tủ lạnh chưa uống luôn. Hàng chứ mình thấy mình thiếu thiếu cái gì. Thuốc hả chị? Ừ. Không phải nước thuốc mà nước nước uống cho nó khỏe ngủ. Mà chờ uống là thuốc khỏi ngủ này thôi. Cho chị y bằng nước muối nè em ơi. Chị cắt chỉ là tháng đỡ hả? Ừ. Từ từ. Nó hậu nữa. Dạ. Hậu. Với lại hậu nó hậu là phải một tháng sau mới đẹp hồi. Dạ. Hậu. Chị ly khác gì ly khác hồi sáng không còn ăn tháng nữa là chắc ổn hơn, còn chỗ mua bị lỗi thì bác sĩ ra hàng tháng lo chị. Nó cười bà Dung bà tiêm họ thì bà bình thường, thấy lượng mình tiêm bà là bà sợ bà sợ vui lắm mà chị tiêm sớm vậy đó, tiêm tê cho bà đó. Ok, mà răng chị làm cho ai mà chị không tiêm tê cho họ là ok răng. Ủa trời, họ trước họ tiêm tê cho chị mà chị đau bất cháy mà răng về. À, ồn Phương nãy rủ em đi, rủ anh với em đi ăn chị đó. Đây, thôi em hắn đi cũng được. Hả? Rồi, răng được. Anh, cái gì đó? Con kho tay răng. Ờ, nhưng mà cho anh ăn cái chi anh mua thêm chị cho anh với. Đâu ăn chị? Hồi nãy em mới cho anh ăn mì tôm rồi. Chị mì que, mì tôm nè, chị mì que nè. Con ăn chi? Ăn bánh chi? Để cho anh ăn mì ấy đi. Mì cay đâu? Em về chia sau anh này. À, về trước anh này. Anh về sau. Ừ, thì em tất nhiên về trước rồi. Mặc anh banh sát thì em đi đâu anh? Em đúng yêu quá trong sinh ký này. Tội quá nói trả gì vậy? Qua tay mà kéo mẹ mà ngoài mà nó buồn. Rồi, ta vô ký đời này rồi đó. Để ăn mì ý hả? Thôi đặt mì ý cho anh ăn cha đi. Cũng ngon mà. Thế biết đứa muốn gì mì ý trời. Để cho thầy mình cho ăn cho nó lè lửa mà hẳn ra luôn. Tụi mình ăn tới khi mô cho ăn hết rồi trời. Ăn hết luôn ha, mình chịu nổi không bé? Hay là hấp hối rồi? Quất luôn rồi. Còn chịu nổi thì chị ăn nữa. Có khách mua chờ vậy không đó? Chị nhanh nói.
cho nghĩ về sao. Chứ sợ khách thì chờ lâu, bao nhiêu quá mà. Rửa mặt chưa? Dạ, sáng đang rửa. Ừ, rửa cũng mới. Thôi chắc không nữa đâu, mày mũi nhỏ rồi đúng không? Ừ. Em thấy là mũi dính teo rồi, nó khó ra nè, chuẩn sưng này nè, không thấy rõ một mụn. Trời ơi, bà bị môi sẹo luôn nữa chứ. Ngày này cũng có mấy cá tươi. Hey. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.